Cô gái đi lên sân thượng, kéo khóa quần ra và cởi quần xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt, biểu hiện uất ức không cam tâm. Sau đó ngồi bệt xuống đất trực tiếp đi tè. Còn người đàn ông điềm tĩnh trước mắt này chính là người mà cô gái yêu thương nhất. Cô gái tên Mẫu Đơn là một nữ sinh đơn thuần tinh khiết. Bố cô giàu có nhờ buôn lậu rượu ngoại. Tục ngữ nói, đàn ông có tiền thường sinh hư. Bố của Mẫu Đơn cũng không ngoại lệ. Mỗi lần hẹn một cô gái về là lại gửi Mẫu Đơn đến nhà bà cô. Chính là dưới hoàn cảnh như vậy, Mã Đạt và Mẫu Đơn quen nhau. Mã Đạt là một chàng thiếu niên du côn lang thang đầu đường xó chợ. Sau khi nghỉ học liền lang thang ở bên ngoài, kết giao với một đám bạn xấu, một đám thiếu niên hư hỏng, ngày nào cũng ngồi bên bờ sông Tô Châu nói về cuộc đời. Hôm đó người bạn đem đến một chiếc xe mô tô, Dương Oai nói là do mình ăn trộm được. Mã Đạt vừa thấy là đã ưng chiếc xe mô tô này, vốn tưởng rằng đi trên con xe này là anh có thể trốn tránh khỏi hiện thực nhỏ bé này, ngao du khắp thế giới, nhưng cuối cùng lại trở thành một người shipper, hàng ngày giúp người của xã hội đen chuyển hàng từ thành Đông chuyển đến thành Tây, kết giao với các bà chủ của quán bar và mấy người giang hồ của Tô Châu. Họ thường xuyên giới thiệu công việc làm ăn cho Mã Đạt. Mối làm ăn lần này không phải đưa hàng, mà là cô gái Mẫu Đơn. Một cô gái mặc bộ đồng phục thể dục đỏ, buộc tóc hai bên. Trong những lần tiếp xúc sau đó, hai người thường xuyên cùng nhau lái xe đi hóng gió. Trong ngày sinh nhật của Mẫu Đơn, Mã Đạt đã tặng cô con búp bê nàng tiên cá xinh đẹp. Mẫu Đơn lấy trộm một chai rượu ở trong nhà. Hai người vốn không quen biết ngồi lại bên nhau. Mẫu Đơn từ nhỏ thiếu đi tình yêu thương của gia đình, đã yêu ông chú ân cần chu đáo và có sức hút của sự trưởng thành này. Quen biết, làm quen, cuối cùng chính là yêu. Nhưng câu chuyện không hề lãng mạn như trong tưởng tượng. Mã Đạt chỉ là một tên du côn đầu đường xó chợ, giao du với bọn xã hội đen, làm việc cho xã hội đen. Bà chủ quán bar và ông chủ xã hội đen đã lên một kế hoạch bắt cóc, mục tiêu chính là Mẫu Đơn. Sau một thời gian tiếp xúc với Mẫu Đơn, Mã Đạt đã dần nảy sinh tình cảm với cô. Một bên là đồng bọn không ngừng áp chế, một bên là Mẫu Đơn đơn thuần nhiệt huyết. Là hiện thực tăm tối nhỏ bé hay là tình yêu chân thành lý tưởng, Mã Đạt lựa chọn không tiếp tục mối quan hệ với Mẫu Đơn. Mã Đạt ngồi trên ghế sofa xem TV. Một hồi tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, mở cửa ra là Mẫu Đơn ướt nhẹp, trong tay ôm con búp bê nàng tiên cá Mã Đạt tặng. Cô toàn thân ướt như chuột lột run lẩy bẩy. Nhìn mặt Mã Đạt, Mẫu Đơn cố gắng nở một nụ cười. Sau khi vào nhà, Mẫu Đơn cầm chai rượu trắng trên bàn uống. Em uống nhiều thì anh mới giữ em lại. Sau đêm đó, Mã Đạt đến tìm bà chủ quán bar, anh định từ bỏ vụ bắt cóc, nhưng lại bị bà ấy tuyệt tình từ chối. Tên đã dương không thể không bắt. Chiều tối đó, Mã Đạt lừa Mẫu Đơn uống rất nhiều rượu. Dựa theo kế hoạch, anh đưa Mẫu Đơn đến một nhà kho nhỏ. Mẫu Đơn ngây thơ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, còn trách Mã Đạt sao tối qua không về nhà. Nói xong còn đến ôm hôn anh, nhưng lại bị Mã Đạt đẩy ra. Hai người ngồi đối diện nhau cả đêm không nói một lời, cho đến khi Mã Đạt đặt điện thoại đến trước mặt Mẫu Đơn kêu cô hát hai câu, thì Mẫu Đơn mới biết rằng người đàn ông mình tin tưởng và nương tựa đang bắt cóc mình. Kế hoạch bắt cóc tiến hành rất thuận lợi, Mẫu Đơn rất nhanh đã được bán với giá 450.000 tệ. Theo hẹn trước, Mã Đạt đưa Mẫu Đơn trở về. Mẫu Đơn đứng trước xe không chịu lên xe. Rất lâu sau cô mới mở lời hỏi Mã Đạt đã bán mình bao nhiêu tiền. Nghe thấy Mã Đạt nói là 450.000. 450.000, mình thật rẻ tiền. Cô vừa khóc vừa bỏ chạy. Mã Đạt đuổi theo, hai người rượt đuổi đến bên dòng sông Tô Châu. Mẫu Đơn đứng bên cầu, cô bình tĩnh lại, lấy lại dáng vẻ ngây thơ nhiệt huyết ban đầu lúc Mã Đạt quen biết cô. Ánh mắt vẫn thuần khiết như vậy, nhưng có thêm nhiều phần oán trách. Chưa đợi Mã Đạt kịp phản ứng, Mẫu Đơn đã gieo mình xuống sông, trong tay vẫn ôm con búp bê nàng tiên cá Mã Đạt tặng. Mã Đạt cũng lập tức nhảy xuống, nhưng vẫn không tìm được Mẫu Đơn. Mẫu Đơn bị tuyên án, anh phải sống vài năm u tối ở trong nhà giam. Sau khi ra tù, Mã Đạt không trở về, mà đi phiêu bạt rất nhiều nơi, đi tìm kiếm Mẫu Đơn. Vài năm trôi qua, cuối cùng Mã Đạt vẫn quay trở lại bờ sông Tô Châu, quay trở về mảnh đất đầy đau thương này. Anh hành lại nghề cũ, lái chiếc xe mô tô đi đưa hàng, bôn ba khắp mọi ngóc ngách của thành phố để tìm kiếm Mẫu Đơn, nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức gì cả. Lúc đi giao hàng ở quán hát, anh vô tình đụng trúng một cô gái. Anh ngẩng đầu lên nhìn, cô gái đó nhìn giống y hệt Mẫu Đơn. Anh đứng hình, muốn mời cô gái vừa thân thuộc vừa xa lạ này uống ly rượu, nhưng quay người lại thì cô ấy đã rời đi. Mã Đạt không từ bỏ, những ngày sau đó, anh luôn đến quán hát. Trong phòng trang điểm, anh nhìn thấy cô gái đội mái tóc giả màu vàng, mặc chiếc váy đuôi nàng tiên cá, đi lên sân khấu biểu diễn. Cô gái có vẻ ngoài giống y hệt với Mẫu Đơn này, tên là Mỹ Mỹ, là ca sĩ Mỹ Nhân Ngư của quán hát. Mã Đạt nhìn Mỹ Mỹ trong bộ dạng hóa trang thành nàng tiên cá, đang nhảy múa trong làn nước. Anh lại nhớ đến câu nói của Mẫu Đơn, đợi em chết rồi, em sẽ hóa thành nàng tiên cá đến tìm anh. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Mã Đạt đến tìm Mỹ Mỹ. Anh tin rằng đây chính là Mẫu Đơn, người đã khiến anh day dứt hối hận suy nghĩ suốt bao đêm. Nhưng Mỹ Mỹ lại rất không thoải mái, nghĩ rằng Mã Đạt uống say cố tình đến tán tỉnh. Thế là Mã Đạt bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Nhưng anh không từ bỏ, lại đi theo đến nhà của Mỹ Mỹ, nhưng lại bị Mỹ Mỹ tạt cho một ly rượu. Anh cố gắng giải thích mình vẫn luôn đi tìm cô, khi đó cô không tên là Mỹ Mỹ mà tên là Mẫu Đơn. Sau đó anh quay người rời đi. Nhìn thấy bộ dạng kiên quyết của Mã Đạt, Mỹ Mỹ có chút động lòng, nhưng vẫn chỉ nói một câu, anh nhận nhầm người rồi.
Những ngày sau đó, Mã Đạt luôn lặng lẽ đi theo Mỹ Mỹ, ngồi xem Mỹ Mỹ biểu diễn trong quán hát, nói chuyện với cô ở sau cánh gà, kể cho cô nghe từng câu chuyện của mẫu đơn. Nói mẫu đơn rất thích dán giấy hình hoa mẫu đơn ở trên đùi. Có lẽ câu chuyện này quá đẹp, Mỹ Mỹ bị cảm động. Cô vén váy ra, lộ ra một bông hoa mẫu đơn tươi mới. Tôi có phải mẫu đơn mà anh muốn tìm không? Trên tay Mỹ Mỹ cầm một tờ giấy dán, cô dán mẩu giấy lên đùi của mình, dùng ngón tay dấp nước bọt bôi lên miếng dán. Sau vài lần miết chặt, một bông hoa mẫu đơn xinh đẹp xuất hiện trên chiếc đùi trắng nõn của Mỹ Mỹ. Có lẽ là Mỹ Mỹ quá mong chờ một tình yêu đẹp như vậy. Cô có một người bạn trai làm nhiếp ảnh gia, nhưng cô hiểu rất rõ, nếu như mình rời đi, bạn trai cô cũng sẽ không bỏ mặc tất cả mà đi tìm cô. Cô ngưỡng mộ mẫu đơn. Họ theo cách Mã Đạt nói, dán một bông hoa mẫu đơn trên đùi. Nhưng dù sao thì cô cũng không phải mẫu đơn. Mỹ Mỹ chính là Mỹ Mỹ. Mẫu đơn chính là mẫu đơn. Hai người có ngoại hình giống nhau, nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau. Mỹ Mỹ yêu bạn trai nhưng lại mong ước một tình yêu đẹp đơn thuần như vậy. Không lâu sau, bạn trai của Mỹ Mỹ là Mã Đạt ẩu đả trong một đêm mưa. Cuối cùng Mã Đạt cũng hiểu ra, Mỹ Mỹ không phải mẫu đơn. Anh quyết định đi lang thang một lần nữa, đi tìm kiếm mẫu đơn. Mã Đạt đến tìm bạn trai Mỹ Mỹ và kể cho anh nghe câu chuyện của mẫu đơn. Nói chỉ cần anh giúp mình tìm được mẫu đơn, thì có thể trả lại Mỹ Mỹ cho anh. Mã Đạt thật sự sẽ rời đi. Không biết bao lâu sau, anh gửi cho bạn trai Mỹ Mỹ một bức thư và một chai rượu. Trong thư nói, anh đã tìm được mẫu đơn. Sau khi Mã Đạt rời đi đã vô tình phát hiện một loại rượu. Đó chính là loại rượu bố mẫu đơn buôn lậu. Lần theo manh mối đó, anh đến một cửa hàng tạp hóa. Ở nơi xa lạ này, anh gặp lại mẫu đơn. Lâu ngày tương phùng, hối hận, oán trách, day dứt, nhớ nhung, ngay lập tức đều trở thành một bầu không khí rực cháy, trở nên mờ ảo. Nếu như đến đây, đây chính là một mối tình hoàn hảo, bước ra từ câu chuyện tiểu thuyết. Nhưng hiện thực một lần nữa tạt một gáo nước lạnh vào họ. Bạn trai của Mỹ Mỹ một lần nữa nghe được tin tức của Mã Đạt và mẫu đơn, nhưng là do cảnh sát tìm đến. Đến bến cảng là hai thi thể, Mã Đạt và mẫu đơn uống quá say và rơi xuống sông Tô Châu, cả hai đều thiệt mạng. Khi Mỹ Mỹ biết được tin này, cô xông đến bến cảng, nhìn thấy khuôn mặt giống y hệt với mình. Mỹ Mỹ mới tin rằng Mã Đạt không nói dối. Anh thật sự vẫn luôn tìm kiếm mẫu đơn người mà anh yêu thương. Không lâu sau, Mỹ Mỹ rời đi. Bạn trai cô không đi tìm, mà chỉ vừa nhớ nhung Mỹ Mỹ, vừa ngồi bên tầng thượng chờ đợi tình yêu mới. Tình yêu đẹp rất khó có được. Đa số mọi người sau khi ly biệt đều chỉ để lại hình bóng mờ nhạt trong ký ức. Kiên trì theo đuổi là cách làm của số ít người. Hiện thực đa số đều là người xe như nước, bất chấp bản thân.